mắc COVID-19 làm tăng nguy cơ phát triển bệnh Alzheimer, Parkinson hoặc đột quỵ. Một nghiên cứu mới đây của Đan Mạch đã chỉ ra mối liên hệ giữa COVID-19 và nguy cơ mắc các chứng rối loạn thoái hóa thần kinh, bệnh Alzheimer, Parkinson và đột quỵ do thiếu máu cục bộ. Nghiên cứu dựa trên hơn 900.000 người Đan Mạch, trong đó 43.375 người có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus. Theo các nhà khoa học, những bệnh nhân bị nhiễm virus sẽ có nhiều nguy cơ mắc một số bệnh và rối loạn thoái hóa thần kinh. Trong đó, nguy cơ mắc bệnh Alzheimer cao gấp 3,5 lần, bệnh Parkinson cao hơn 2,6 lần, đột quỵ cao hơn 2,7 lần và xuất huyết não cao hơn 4,8 lần. Nghiên cứu được trình bày tại Đại hội Học viện Thần kinh Châu Âu EAN lần thứ 8, bao gồm 43.375 cá nhân mắc COVID-19 và 876.356 cá nhân không mắc bệnh. Họ cũng khẳng định rằng COVID-19 có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng của bệnh Parkinson ở những người cao tuổi mắc COVID-19. Nghiên cứu mới này nhắc lại sự cần thiết của những người mắc các tình trạng này phải có sức khỏe tổng thể tốt nhất có thể.